Công an huyện Nhân Trạch đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Minh Long, 25 tuổi, ngụ tại huyện Long Thành, về vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát phòng chống ma túy công an huyện Nhân Trạch phát hiện Long đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, thu giữ một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Làm việc với cơ quan công an, Long khai nhận bản thân nghiện ma túy nên mua về để sử dụng thì bị bắt giữ. Hiện vụ việc đang được công an huyện Nhân Trạch tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.